Diệp Thiên ngoài ý muốn xuyên qua Đấu La Đại Lục, bắt đầu ban thưởng trăm vạn năm hồn hoàng, toàn bộ hồn sư giới chấn động. Đại sư, tại sao lại có quái vật như thế, nếu không thu làm đồ để nghiên cứu một phen? Diệp Thiên, đem bỉ bỉ đông làm hại thê thảm như vậy, gia hỏa trong ngoài không đồng nhất, cút cho ta. Đường Tam, Diệp Thiên, đừng quá kiêu ngạo, cho ngươi xem cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Diệp Thiên ha ha cười trăm vạn năm hồn hoàng vừa mở hai tay đút túi quần yên lặng chờ xem kịch làm sao có thể như thế ta làm sao không nhúc nhích được đường tam hoảng sợ vạn phần run lẩy bẩy qua wow, dịp thiên ca ca thật giỏi đám người tiểu vũ chu trúc thanh Ninh vinh vinh đều si mê đường tam về sau đừng ở trước mặt ta chướng mắt cho dù ngươi thành đấu la cũng không đủ nhìn sau đó quát to một tiếng thiên đạo lưu đường thần Dừng kiệu cho ta. Bá, hơn phân nửa thần đấu la trong nháy mắt xuất hiện, cúi đầu lĩnh mệnh, khởi kiệu rời đi. Đường Tam, đại sư lại bị uy áp của hai đại đấu la chấn đến rung lẩy bẩy, trận mắt há hốc mồm. Người này khủng bố như vậy, chọc không được, chọc không được. Tiểu thuyết máu chốt. Đấu la. Bắt đầu trăm vạn năm hồn hoàng, trêu cợt đường tam vô đạn sông, đấu la. Bắt đầu trăm vạn năm hồn hoàng, trêu cợt đường tam txct toàn tập đao loa đấu la bắt đầu trăm vạn năm hồn hoàng trêu cợt đường tam chương mới nhất chương một võ hồn chuyển hóa bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương một vũ hồn chuyển hóa đại học nốt tiên xuyên qua sáu năm rồi không có ngón tay vàng không có lão gia gia không có thậm chí ngay cả thức tỉnh võ hồn đều là cặn bã một cái bản gạch võ hồn cái này có thể làm cái gì à diệp thiên nhìn thoáng qua cục gạch bình thường không có gì đặc biệt trong tay trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu thở dài thôi thôi muốn đi học hôm nay đi học nội dung vẫn là thực chiến huấn luyện thật phiền lại muốn lót đấy chỉ là ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm lại đột nhiên nghe được cửa truyền đến hai đạo tiếng kêu thảm thiết hả lập tức nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú cùng một trung niên nhân hình người bỗng nhiên cảm thấy quen mắt hình như là đường tam cùng đại sư cẩn thận nghĩ lại cũng đúng lúc này hẳn là đường tam vừa tới nốt tiên học viện báo danh vốn chuẩn bị rời đi hắn sau một khắc lập tức dừng lại sau đó hướng cửa trường đi đến trời ạ à, đứng ra cho lão tử xem ta không đánh chết ngươi vừa mới tới gần chỉ thấy đại sư một bên thống khổ ông đầu một bên tức giận mắng không thôi đường tam cũng là rất căm tức. Diệp Thiên nội tâm cười nở hoa bất quá mặt ngoài làm bộ như không có việc gì hắn là không có khả năng thừa nhận cục gạch là chính mình ném. Làm phan đấu la thâm niên, giai đoạn trước hắn vẫn thưởng thức đường tam, nhưng là đến hậu kỳ, Thiên nhận tuyết yêu dấu của mình bị hắn ngược đến chết đi sống lại, Diệp Thiên liền chọc không được kéo, hận không đắc thủ xé đường tam. Đại sư, miệng đầy lý luận đi khắp thiên hạ, thực tiễn là linh lão trái lương tâm bỉ bỉ đông nữ thần, liễu nhị long nữ thần lãng phí thanh xuân của các nàng, bị hắn làm hại rất thảm. Hắn diệt thiên nếu là có bàn tay vàng lời nói hắn nhất định phải giáo huấn giáo huấn bọn hắn. Chỉ tiếc, hắn không có bàn tay vàng, võ hồn cũng rất phế, tuy rằng hắn đối với đấu la đại lục rất quen thuộc, nhưng cơ sở quá kém, hồn lực, hồn hoàng không có cách nào tăng lên. Không có thực lực, vậy thì không có cách nào cướp lấy bảo vật, cũng không có cách nào ngâm được thiên nhận tuyết, ninh vinh vinh. Chu Trúc Thanh, Hồ Liệt Na các mỹ nữ, chẳng lẽ cứ như vậy tầm thường vô vị qua cả đời? Bởi vì ký chủ cho đại sư cùng đường tam ném cục gạch, tạo thành bọn họ đối với ký chủ oán khí rất lớn, siêu cấp oán khí đổi hệ thống bị kích hoạt. Hệ thống của ta, đợi ba năm lại ba năm, rốt cuộc đợi được ngươi. Làm thâm niên tiểu thuyết mê, Diệp Thiên xem hệ thống văn không có một vạn, cũng có 9.999 bản vừa nghe hệ thống danh liền biết đây là muốn cho người khác sinh ra oán khí liền có thể đạt được khen thưởng diệp thiên làm tứ hữu thanh niên chính nghĩa nhân sĩ chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ làm ác nhưng là đối với những người xấu kia liền không cần thiết hạ thủ lưu tình đinh chúc mừng chủ ký sinh đạt được tân thủ đại lễ bao mười lần rút liền xin hỏi có phải lập tức bắt đầu rút thưởng không vâng hệ thống ta thân ái hệ thống ngày ngày nghỉ, hàng đêm trong mông, người rốt cục đã tới. Về phần 10 lần hút liên tục này, thế nào cũng phải rút ra vũ hồn cực hạn chứ. Đây là cơ thao đi. Tại dịp thiên nghĩ như vậy thời điểm, trong đầu của hắn trực tiếp xuất hiện một cái to lớn màu vàng la bàn. Trên la bàn khắc rõ các loại khen thưởng, cái gì thần thánh thiên sứ võ hồn, hạo thiên truy võ hồn, băng hỏa lưỡng nghi nhãn hồ nước vân vân, cái gì cần có đều có. Chật chật chật, chỉ cần mình có thể trúng một người, vậy đời này xem như vô địch vô ưu. Hút đầu tiên. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được cực hạn võ hồn chuyển hóa cơ hội, giám định chủ ký sinh võ hồn vì cục gạch, bắt đầu tiến hành chuyển hóa. Đinh. Vũ hồn bản gạch đã thành công chuyển hóa thành cực hạn vũ hồn biến dị ma gạch. Tặc, à, đây không phải là một viên gạch sao? Cái quái gì vậy? Hết chương này. Chương 2 kinh hiện trăm vạn năm hồn hoàng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 Kinh hiện trăm vạn năm hồn hoàng mà thôi, ít nhất đẳng cấp so với gạch tinh khiết ban đầu tốt hơn nhiều. Hiện tại, nó đã là một viên gạch cao cấp thành thục. Hút thứ hai Đinh Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên một cấp hồn lực. Hả Hút thứ ba Đinh chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên một cấp hồn lực. Mơ mơ mơ. Hút thứ sáu. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên một cấp hồn lực. Thật quá đáng. Hệ thống, anh có lịch sự không? Liên tục năm lần đều là loại này cấp thấp khen thưởng, tuy rằng như vậy đem hắn cứng rắn chồng chất đến cấp 10 rất không tồi. Nhưng nhìn những phần thưởng khác trên la bàn, hắn thèm A. À. Hút thứ bảy. Đinh chúc mừng chủ ký sinh đạt được 1.000 điểm oán khí giá trị. Hệ thống, cái này oán khí giá trị muốn dùng như thế nào? Từ trước kia xem tiểu thuyết đến suy đoán này ác nhân điểm hẳn là dùng để đổi lấy đồ vật hoặc là rút thưởng các loại dịp thiên vẫn là truy vấn một chút. Oán khí giá trị, đây là oán khí đổi hệ thống thiết yếu vật, trước mắt ký chủ mỗi 10.000 điểm liền có thể rút một lần thưởng. Oán khí trị giá đầy một vạn, 10 vạn, 50 vạn, trăm vạn điểm sau phân biệt mở ra sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp hệ thống thương thành, có thể đổi các loại kỳ trân dị bảo, bao gồm hồn lực tăng lên đan, hồn hoàng tăng lên đan, hồn cốt vân vân. Nói ngắn gọn, ta lãng phí một lần cơ hội rút thăm trúng thưởng đổi lấy một phần mười cơ hội rút thăm trúng thưởng. Ngươi cái đồ lừa đảo. Lúc này đây, Diệp Thiên cũng không nhịn được nữa, tại chỗ chính là hô to ra tiếng. Mà chính là hắn lời này trực tiếp đem cổng trường bên kia tất cả mọi người là hấp dẫn tới. Chỉ tiếc đối với cái này, Diệp Thiên vẫn là lưng tựa đại thụ, đắm chìm ở trong đầu tiến hành rút thưởng. Bộ dáng như vậy, nghiễm nhiên chính là một bộ dáng cao nhân. Hút thứ 9 Đinh Chúc mừng chủ ký sinh đạt được già ảnh bộ mát. Che ảnh bộ mát, đến vô ảnh, đi vô tung, đúng là thủ đoạn giết người cướp của, chạy trốn truy địch. Che bóng bước mát có thể, về sau gặp phải địch nhân, vậy thì đi lên đập một cục gạch, sau đó liền chạy trốn. Như vậy không chỉ có thể cho địch nhân tạo thành thương tổn, chính mình còn an toàn, càng có thể tích lũy cừu hận giá trị. Nhất cử tam tiện, diệu A. Hệ thống, ngươi lần này rốt cục là bình thường một chút. Hút thứ 10. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được trăm vạn năm không gánh nặng hoàng mỹ hấp thu hồn hoàng. Hữu nghị nhắc nhở, Ký chủ hấp thu không được bộ phận sẽ tự động phong ấn ở trong thân thể của ngươi, chỉ cần tăng lên tố chất thân thể sẽ không đối với ký chủ tạo thành bất kỳ bất lợi ảnh hưởng. Xin hỏi, có phải bây giờ lập tức hấp thu hồn hoàng trăm vạn năm hay không? Hồn hoàng trăm vạn năm. Vẫn là không có gánh nặng hấp thu. Cái này còn cần do dự cái gì? Vậy nhất định là phải hấp thu a. À? Hấp thu. Ha ha ha. Truyền thuyết màu vàng của ta rốt cục tới. Quả nhiên ta chính là âu hoàng bản âu, một phát nhập hồn không giải thích A. À. Theo dịp thiên lần nữa hô to ra tiếng, kia vốn muốn nhân cơ hội thu đường tam làm đồ đệ đại sư, hiện tại mặt trực tiếp cứng đờ. Đây rốt cục là tiểu tử thúi lớp nào, vừa mới đột nhiên quát to một tiếng coi như xong, hiện tại lại bắt đầu chê cười chính mình, hắn đang buồn bực không có chỗ rải đâu. Thế nào, tiểu thí hài đệ nhất hồn hoàng ngươi còn chưa có được cũng xứng tới dễu cật ta hơn nữa nếu như hắn nhớ không lầm con hàng này võ hồn chính là cái cục gạch gọi tắt là phế vũ hồn hắn nói không có phế võ hồn chỉ có phế hồn sư nhưng là bản gạch võ hồn quên đi lần sau thêm một câu gạch nữa đi sau một khắc ở trước mắt bao người đại sư sắc mặt trực tiếp trở nên nghiêm túc đối với diệp thiên trước mặt trầm giọng mở miệng quát vì bạn học này bây giờ không phải giờ học sao? Sao cậu còn đi lung tung ở đây? Thể thống gì? Hết chương này. Chương 3 Đánh mặt Ngọc Tiểu Cương Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 Đánh mặt Ngọc Tiểu Cương ong 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 Ngọc Tiểu Cương còn chưa nói xong, một cái trong máu mang theo kim sắc hoa văn hồn hoàng lập tức xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn trong đó tản mát ra cực hạn tà ác cùng cực hạn thần thánh khí tức, làm cho hắn cả người đều là không tốt. Cả thân thể, lại càng không tự chủ được mà run nhẹ nhẹ. Hồng, hồng. Hồng hoàng mười vạn năm. Loại chuyện này, làm sao có thể? Mười, mười vạn năm hồn hoàng. Không, điều này không có khả năng. Điều này tuyệt đối không có khả năng. Theo lý thuyết mà nói, một người đệ nhất hồn hoàng cực hạn chính là 423 năm, căn bản là không có khả năng đạt tới ngàn năm cấp bậc, lại càng không cần phải nói là vạn năm, mười vạn năm. Giả, đây nhất định là giả. Giả. Ngọc Tiểu Cương một bên khó có thể tin vô lực phản bác, một bên gắt gao nhìn chầm chầm Diệp Thiên trên người cái kia huyết sắc đệ nhất hồn hoàng. Đối với hắn hiện tại khiếp sợ cử động Diệp Thiên căn bản cũng không có để ý chỉ là không sao cả mà nhúng vai nếu như đối phương cẩn thận xem xét, vậy sẽ phát hiện hồn hoàng thứ nhất của mình, cũng không phải hồn hoàng huyết sắc mười vạn năm gì. Mà là hồn hoàng trăm vạn năm ẩn chứa hoa văn màu vàng trong máu. Bất quá cái này đều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì, hắn hiện tại muốn làm chính là vả mặt đại sư cùng đường tan. Trước kia thực lực cạn bã, cậu một chút, hiện tại có điếu tạc thiên hệ thống, cũng không cần lại nhẫn. Chào học đệ, lần đầu gặp mặt, ta tên là Diệp Thiên. Xin chào học trưởng, tôi tên là Đường Tam. Diệp Thiên không đợi hắn nói xong, trực tiếp xoay người nhìn về phía Đại sư Ngọc Tiểu Cương. "Ta nói Ngọc Tiểu Cương, ngươi cái dựa vào cùng viện trưởng chúng ta quan hệ lưu lại học viện ăn uống chờ chết gia hỏa, lấy đâu ra dũng khí thu đồ đệ a?" À? "Hắn, ăn lộn chờ chết." Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Đường Tam khẽ nhíu mày. Ngọc Tiểu Cương bên cạnh nghe vậy, vội vàng mở miệng giải thích thật vất vả gặp được một cái song sinh võ hồn người có được hơn nữa đối phương còn nguyện ý làm đệ tử của mình nếu cứ như vậy để cho hắn chạy trốn vậy hắn tuyệt đối sẽ hối hận cả đời rất nhiều lý luận của mình đều còn tồn tại trong lý luận phi thường cần có người đến làm thực tiễn a à. tiểu tam ngươi nghe ta nói ta đã từng là phát biểu mấy thiên khiếp sợ đại lục văn chương đối với hồn sư giới ảnh hưởng rất lớn với sức ảnh hưởng của ta ngươi cảm thấy ta tới bên này là kiếm ăn chờ chết sao? Cái này. Nghe Ngọc Tiểu Cương nói vậy, đường tam lần nữa do dự, cảm thấy mình đích xác không nên hoài nghi đối phương. Dù sao cái kia vừa mới mở miệng người, bất quá là một cái tuổi cùng hiện tại mình không kém bao nhiêu hài đồng mà thôi. Đối phương nói, độ tin cậy khẳng định không cao bằng người trước mặt này. Chỉ là, ngay tại đường tam sắp bị thuyết phục thời điểm, Diệp Thiên lại lần nữa mở miệng thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, ngươi một cái nho nhỏ đại hồn sư, ngươi liền nói cho ta biết, ngươi nhị hoàng sau lý luận rốt cuộc là như thế nào tới. Dựa vào mơ mộng hảo huyền. Mơ ước mình là một cái phong hào đấu la, sau đó ở trong đầu dây từng dây không khí. Ha ha ha, vậy thật đúng là không tệ a. À. Ngươi. Ta. Đạp đạp đạp. Bị dịp thiên thẳng thắng chăm chọc như thế, trong lòng mình vĩnh viễn không bước qua được cái hố kia. Ngọc Tiểu Cương hiện tại cả người đều là theo bản năng lui về phía sau vài bước, trong ánh mắt càng là có huyết sắc tầm mắt xuất hiện. Đinh Ký chủ lưỡi khéo như lò xo, để đại sư rất căm tức, thưởng một nghìn điểm oán khí. A, à, ngươi đây là ý gì? Thẹn quá hóa giận, hiện tại muốn ra tay đánh người. Hết chương này. Chương 4 Đại sư nổi giận bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 Đại sư nổi giận đối với Ngọc Tiểu Cương giờ này khắc này cái kia dọa người bộ dáng, Diệp Thiên không chỉ không có bất kỳ sợ hãi. Ngược lại là vô cùng tiêu sái cười một cái, đồng thời vương tay phải của mình, đối với Ngọc Tiểu Cương dương lên. Chỉ bằng ngươi chỉ biết lý luận suông, cho dù ngươi là nhị hoàng đại hồn sư thì sao? Ta cũng đủ dây cho ngươi rồi. Làm càng. Hưu. Đinh ký chủ triệt để chọc giận đại sư oán khí bùng nổ thưởng hai nghìn điểm oán khí sau khi hết lần này đến lần khác bị kích thích ngọc tiểu cương rốt cục là rốt cục nhìn không được nữa trước mặt mọi người đại sư trực tiếp ra tay với diệp thiên bất quá coi như là ra tay hắn cũng là vì chính mình tìm được một cái phi thường đường hoàng lý do diệp thiên không tôn trọng sư trưởng tùy ý trốn học không coi ai ra gì miệng đầy mê sản bây giờ ta sẽ thay sư phụ dạy dỗ ngươi dạy dỗ ta nghe được ngọc tiểu cương hiện tại theo như lời nói diệp thiên trên mặt lộ ra chăm chọc nụ cười ngay sau đó một cái đen như mực gạch tại chỗ chính là xuất hiện ở trong tay của hắn gạch đen thấy diệp thiên lấy ra gạch dĩ nhiên cùng chính mình trong trí nhớ có chút không giống nhau ngọc tiểu cương trong lòng không khỏi nhiều hơn một phần cẩn thận hắn mặc dù không biết đối phương rốt cuộc là lớp nào nhưng biết được đối phương võ hồn là cái gì không chỉ là diệp thiên toàn bộ học viện hắn đều biết dù sao hắn vẫn luôn tìm kiếm học viên có thể giúp lý luận của mình làm ra khảo nghiệm thực tiễn a bất quá cẩn thận ngẫm lại hấp thu hồn hoàn thời điểm đó cũng là có cơ hội luyện chính mình võ hồn phát sinh một ít biến hóa sau ngọc tiểu cương liền không hề miên man suy nghĩ toàn lực ra tay với diệp thiên ân hảo hảo tiếp nhận trưởng bối trừng phạt đi Hết chương này. Chương 5 Đường Tam cân nhắc không bái sư Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 5 Đường Tam cân nhắc không bái sư về phần cái kia cái gọi là Mười vạn năm hồn hoàng, theo hắn xem ra, bất quá chỉ là dịp thiên đệ nhất hồn hoàng ngụy trang kỹ năng mà thôi. Trưởng bối, ngươi cũng xứng. Đệ nhất hồn hoàng, ma gạch đòi mạng. Cái gì? Theo dịp thiên nhàn nhạt tiếng cười vang lên sau khi Ngọc Tiểu Cương kia vốn xông về phía trước thân thể hiện tại khi hắn chính là cứng nhắc lên. Khí tức này. Tự hồ thật sự là hồn hoàng mười vạn năm. Không được. Không thể tiếp tục ở chỗ này, nhất định phải chạy nhanh. Chỉ là, Ngọc Tiểu Cương trong lòng rất muốn chạy trốn, nhưng thân thể của hắn nhưng là bị định tại chỗ. Diệp Thiên cái này trăm vạn năm cấp bậc đệ nhất hồn kỹ, có được tuyệt đối quy tắc chi lực, có thể trăm phần trăm trúng mục tiêu địch nhân hơn nữa đối với địch nhân bị khóa chặt còn có thể hình thành ảo cảnh có tác dụng kinh sợ phi thường cường đại ảo cảnh không phá mục tiêu sẽ cho rằng mình vị trí khu vực thời gian không gian toàn bộ đều là bị động lại chính mình giống như một con kiến hôi ký chủ đại triển thân thủ vượt cấp đánh bại đại sư để nội tâm lưu lại thật sâu oán niệm thưởng ba nghìn điểm oán khí giá trị đinh ký chủ biểu hiện cường đại, khiến quần chúng vây xem vạn phần khiếp sợ, vạn phần hoảng sợ, khen thưởng tăng lên hồn lực cấp 3. Nhưng hồn kỹ này trong mắt người bị tập trung vô cùng đáng sợ, nhưng người ngoài nhìn lại thì khác. Giờ này khắc này, đường tam nhìn Ngọc Tiểu Cương bị dịp thiên giả dối mười vạn năm hồn hoàng hồn kỹ dọa đến tại chỗ không thể nhúc nhích, trong lòng không khỏi thất vọng lắc đầu. Vốn cho là mình hôm nay vận khí rất tốt, vừa mới tiến vào học viện mà thôi liền gặp được lương sư nhưng mà làm người ta ngoài ý muốn chính là đối phương dĩ nhiên dễ dàng đã bị Diệp Thiên học sinh này đánh bại, cũng đã nói rõ thực lực không được, bái người như vậy làm sư, tiền đồ xa vời. Hết chương này. Chương 6 Gặp phải tiểu vũ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 6 Gặp tiểu vũ ai, quên đi, vẫn là đi làm thủ tục nhập học đi. Về phần cái kia Diệp Thiên giả dối đệ nhất hồn hoàng rốt cuộc là cấp bậc gì, có lẽ có thể dùng tử cực ma đồng tới tìm hiểu đến tột cùng. Nhưng ở không cần thiết chiến đấu bên trong, bại lộ chính mình ác chủ bài, loại chuyện này rõ ràng phi thường không lý trí. Vì Ngọc Tiểu Cương Quên đi Đạp 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 Sau khi nghĩ tới đây, đường Tam liền hướng văn phòng chỗ sinh nguyên đi đến. Thấy một màn như vậy Diệp Thiên khóe miệng hơi dương lên sau đó chính là gia tốc đi tới Ngọc Tiểu Cương phía sau. Một đường tàn ảnh nặng nề, giống như quỷ mị. Che bóng bước mát. Lý luận đại sư của chúng ta a, à, ta thật sự rất muốn nghe nhiều một chút lý luận của ngươi, chỉ tiếc. Bùng. Tại đại sư hoảng sợ vạn phần dưới ánh mắt Diệp Thiên trực tiếp giơ lên trong tay cục gạch, tại chỗ chính là vỗ ở đối phương ốc phía sau. Ngươi căn bản là không xứng. Mới vừa nói xong, trong đầu cũng vang lên hệ thống nhắc nhở âm, oán khí giá trị năm 5.000. Tổng oán khí điểm đã phá vạn, sơ cấp hệ thống thương thành tự động mở ra. Diệp Thiên nhìn sơ cấp vật phẩm đối với mình tác dụng không lớn trực tiếp tốn 10.000 quán khí giá trị tăng lên một cấp hồn lực. Quán khí giá trị không còn lại bao nhiêu, kế tiếp, nên đi thu hoạch đường Tam. Đường Tam, ngươi chờ ta. Mà đường Tam lúc này làm xong thủ tục nhập học, đang trên đường đi đến ký túc xá. Thất xá. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, đường Tam sẽ ở nơi đó gặp gỡ tiểu vũ, sau đó mở ra hành trình tình yêu của bọn họ. Chỉ là đường Tam cũng không biết, tại hắn làm thủ tục nhập học đồng thời, Diệp Thiên đã trước hắn một bước gặp tiểu vũ. Hơn nữa, hiện tại càng là đã bắt đầu ra tay. Thất xá phụ cận cái nào đó đường phố Diệp Thiên nhìn trước mặt hai tấm chăn cùng một cái nệm trên mặt lộ ra khó xử. Hết chương này. Chương 7 Ta gọi tiểu vũ, vũ của khiêu vũ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương 7 ta gọi tiểu vũ khiêu vũ vũ cái này nên làm cái gì bây giờ mà ngay tại diệp thiên trong lòng nghĩ như vậy thời điểm một cái đỉnh đầu đuôi bò cặp bím tóc nhảy một cái đi tới phấn y đáng yêu nữ hài bây giờ lại là đi tới phía sau hắn sau đó đột nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn a à, anh đang làm gì vậy ngươi là đột nhiên bị tiểu vũ vỗ bả vai một cái diệp thiên ngủ trang trang bộ dáng ngoại ý muốn mở miệng hỏi mà thấy diệp thiên bị chính mình dọa, tiểu vũ trên mặt cũng là lộ ra vẻ dí dỏm, lè lưỡi nói: ta a, à, ta tên là tiểu vũ, vũ điệu khiêu vũ. chào tiểu vũ, ta tên diệp thiên, lá cây, bầu trời. diệp thiên đưa tay cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của tiểu vũ, trong lòng không khỏi cảm khái một trận. không hổ là nhu cốt mị thỏ sau này, phú nhạc đáng yêu cùng bàn tay nhỏ bé nhu nhược vô cốt này, đích thật là nhất tuyệt mà ở trong lòng diệp thiên nghĩ như vậy thời điểm tiểu vũ cũng là chớp chớp chính mình màu hồng nhạt mắt to nhìn trước mặt một cái nệm cùng hai tấm chăn hỏi tiểu ca ca ngươi ở chỗ này làm cái gì a à? tôi tôi mua một tấm nệm và hai tấm chăn kết quả hôm nay công nhân trong tiệm đột nhiên không tới lần này tôi phải một mình dọn mấy thứ này ân nhìn Diệp Thiên trên mặt kia phi thường bất đắc dĩ bộ dáng tiểu vũ lúc này vừa mới nhớ tới chính mình lần này đi học dường như cái gì cũng không có chuẩn bị. Quả nhiên vẫn là trong nhà tốt, đi ra ngoài còn phải chuẩn bị nhiều đồ dùng hàng ngày như vậy. Hi hi hi. Tự hồ là đột nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt tiểu vũ lộ ra bộ dáng dí dỏm, đối với Diệp Thiên phun ra lưỡi thơm, đề nghị nói. Bằng không như vậy đi, tôi giúp cậu dọn cùng, đến lúc đó cậu chia cho tôi một tấm chăn. Hết chương này. Chương 8 Về sau tiểu vũ tỷ bảo kê ngươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 Sau này tiểu vũ tỷ che chấp ngươi mắc câu rồi. Nghe được tiểu vũ nói vậy, dịp thiên sâu trong ánh mắt tại chỗ chính là sáng lên khác thường quan mang, nhưng lại bị hắn rất tốt che giấu xuống. Như vậy thật sự tốt sao? Có phải quá không công bằng với em không? Sẽ không, sẽ không, không sợ ngươi chê cười hôm nay ta tới quá gấp cái gì cũng chưa chuẩn bị hi 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 tiểu vũ một bên cúi xuống đóa thỏ của mình một bên lè lưỡi nói nhìn nàng hiện tại cái này đáng yêu bộ dáng diệp thiên tại trải qua gian nan dãy dụ sau cùng gật gật đầu nếu như vậy sau này sẽ chỉ giáo nhiều hơn hi 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 phải rồi nói đi buổi tối cậu có cướp chăn không không đâu chẳng lẽ anh sẽ không có việc gì anh có thể ôm em ngủ. Vậy ta sẽ không khách khí, thấy ngươi khách khí như vậy, vậy sau này để cho tiểu vũ tỷ che chở ngươi đi. Tại Diệp Thiên cùng tiểu vũ một bên chuyển nệm cùng chăn mình một bên nói chuyện phím sau không lâu bọn họ rốt cục là đi tới cửa thất xá. Chỉ là, theo Diệp Thiên đẩy cửa ra về sau, lại thấy được đang sửa sang lại chăn đơn đường tam. Bởi vì không có nguyên do gặp được tiểu vũ, đường tam hiện tại đã đánh bại thất xá lão đại đời trước, trở thành người đứng đầu nơi này là bọn họ và cô gái đó tại sao cô ấy dường như cho tôi một cảm giác rất kỳ lạ nhìn thấy diệp thiên cùng tiểu vũ hai người sau khi tiến vào đường tam không biết tại sao luôn cảm thấy trong lòng phi thường khó chịu lão đại vương thánh tiền nhiệm của thất xá thấy thế phi thường thông minh trực tiếp bước về phía trước một bước mới tới lão đại của chúng ta coi trọng cô gái bên cạnh ngươi thức thời thì mau cút sang một bên nếu không đừng trách chúng ta, để cuộc sống sau này của ngươi trở nên rất khổ sở. Hết chương này. Chương 9 Đường Tam âm thầm phẫn nộ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 Đường Tam âm thầm phẫn nộ Diệp Thiên nghe vậy, không chỉ không có bất kỳ mất hứng, trên mặt ngược lại là lộ ra nụ cười chăm chọc. Lão đại các ngươi là thứ gì? Cùng tiểu vũ ở chung một chỗ, hắn xứng sao? Đinh đường Tam Phi thường mất hứng, quán khí trị 666. Ồ, đường Tam, chọc không được chứ. Đã như vậy, vậy để cho ta cho ngươi thêm vài thanh hỏa. Lão đại các ngươi không khỏi quá mức bá đạo đi, ta thấy còn chưa có gặp qua hắn, tại sao phải làm người của hắn? Hơn nữa đến bây giờ còn chưa xuất hiện, ta xem hắn chính là một con rùa đen rụt đầu. Quả nhiên, ngay tại Diệp Thiên trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, tiểu vũ bên kia hiện tại đã tức giận mở miệng. Mạnh mẽ lên. Ghét ác như thù, gặp chuyện bất bình, rút đau tương trợ, tinh thần chính nghĩa bạo rạp. Đây chính là tiểu vũ. Cho nên giờ này khắc này, đối mặt vương thánh cưỡng chế yêu cầu, tiểu vũ tự nhiên là không có khả năng cao hứng lên. Đinh. Đường tam cực độ phẫn nộ, muốn đem ký chủ ấn trên mặt đất ma sát, quản khí giá trị 999. Quả nhiên, sau khi bị tiểu vũ chửi ầm lên một trận đường tam cả người đến bên bờ bảo tát bất quá coi như là cái dạng này hắn cũng không có đem cơn giận trút lên người tiểu vũ hắn luôn cảm thấy cô gái này cùng mình vô cùng hữu duyên cho nên hỏa khí kia cuối cùng vẫn rơi xuống trên người diệp thiên vị học trưởng này chúng ta lại gặp mặt đừng học trưởng không học trưởng kêu mấy ngày nay tôi mới nhập học lúc trước chỉ ở bên ngoài cho nên không về ký túc xá mà thôi Diệp Thiên Phi thường lễ phép bình thản mở miệng. Chỉ là sau một khắc, hắn lại quay đầu lại, đem chuyển dời đến đường tam trên người. Vương Thánh không phải, đó là tên nào không có mắt. Bá đạo như vậy. Hết chương này. Chương 10 Diệp Thiên, ngươi tên hỗn đảng này. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 Diệp Thiên, ngươi tên khốn kiếp này Diệp Thiên hiện tại bộ dáng này, cũng là để cho tiểu vũ phi thường hưởng thụ. Diệp Thiên Chân có lễ phép, không giống thất xá hiện tại cái gì lão đại, chỉ biết giấu đầu để cho thủ hạ ra tay rút đầu rùa đen. Ghê quá! Diệp Thiên nói không sai, thất xá hiện tại ai là lão đại? Mau đứng ra, hôm nay tiểu vũ tỷ sẽ cho các ngươi kiến thức một chút, hoa nhi vì sao như vậy không? Đạp đạp đạp! Tự hồ là rốt cuộc chịu không nổi bị tiểu vũ mắng như vậy, sau một khắc, đường tam chung vì thế dưới ánh mắt chăm chú của mọi người bước về phía trước một bước chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng lại bị một đạo thân ảnh đột nhiên ngăn cản che bóng bước mát nhanh thật dưới ánh mắt khiếp sợ của đường tam diệp thiên trực tiếp ra tay ông lấy bả vai người trước sau đó lời nói thấm thía nói tiểu tam à anh biết em là người thành thật chắc chắn không phải là loại rùa đen rụt đầu chỉ biết giấu đầu không lộ đuôi khi dễ người mới cho nên ngươi liền nói cho ta cùng tiểu vũ đi, thất xá hiện tại cái kia không biết xấu hổ hỗn trướng lão đại, rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Đường Tam bị Diệp Thiên nói một câu như vậy làm cho mơ hồ. Một lát sau, đường Tam cũng rốt cuộc phản ứng lại, vừa rồi Diệp Thiên nói hắn là người thành thật, không phải cái loại kia giấu đầu hỗn đảng, đây là đang mắng hắn đây. Đinh Đường Tam vô cùng phẫn nộ, quán khí trị 1222. Diệp Thiên, ngươi tên hỗn đảng này. A à, bị Diệp Thiên cho mắng mơ hồ đường tam, trong nháy mắt bạo phát, một cổ khí thế khủng bố từ trên người hắn tản mát ra. Phanh chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn truyền đến, sau khi đường tam bạo phát ra khí thế, một cước đá về phía lòng ngực Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng không có động tác phản kích, mà là sau khi đường tam một cước đá vào ngực, nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, lập tức nâng lên song quyền hướng về ngực đường tam nghênh đón. Hết chương này.